Kỷ niệm 2 năm kết hôn, Harugon nhắn gửi Trấn Thành, lấy người này là đúng, cảm ơn chồng. Kỷ niệm 2 năm ngày cưới cùng Trấn Thành, đáp lại lời ông xã Harugon hạnh phúc, đăng tải bức hình cùng lời nhắn ngọt ngào dành cho ông xã kèm lời nhắn vô cùng hạnh phúc. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào tới bà xã như dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày cưới yêu em bà xã, cảm ơn em đã đến bên anh. Kèm theo đó là hình ảnh Trấn Thành và Harugon selfie nhí nhố nhưng rất vui vẻ. Những lời chúc của Trấn Thành tuy đơn giản nhưng không kém phần ngọt ngào. Đáp lại lời cảm ơn ông xã Trấn Thành, nữ ca sĩ Harugon đã đăng tải trên trang cá nhân của mình hình ảnh hạnh phúc cùng ông xã Trấn Thành đánh dấu cột mốc 2 năm ngày cưới. Cô hài hước viết, đã cưới 2 năm, vẫn yêu nhau đến giờ, vẫn hợp về ăn uống, nói chuyện và mình phải tự nhủ rằng, à lấy người này là đúng, cảm ơn chồng. Ngay sau khi đăng tải hình ảnh này, rất nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Trấn Thành và Harugon hiện là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí. Khi mới đến với nhau, cả hai gặp không ít rắc rối và lời dèm pha trách móc của anti-fan. Dần dần, tình cảm chân thành của cả hai đã khiến công chúng ngưỡng mộ và yêu thương. Sau gần 2 năm cưới bằng tình yêu chân thành, cả Harugon và Trấn Thành đã và đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc và bình yên. Cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại trên mạng xã hội. 2 năm trôi qua, cặp đôi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc đầy ắp tiếng cười, sự nghiệp và công việc của cả hai thăng tiến và lên như diều gặp gió. Nhiều fan đã gửi lời chúc, hy vọng cặp đôi sớm có tin vui, trong ngóng cặp đôi có đứa con đầu lòng. Trước đó, Trấn Thành và Harugon cũng mong sớm có con như những cặp vợ chồng khác. Nhưng Trấn Thành thấu hiểu là bà xã anh có cơ địa yếu, có tiền sử bệnh nên anh không nỡ để cô phải mang bầu.